Xin chào mọi người, đã đến với kênh Hải Dân Stock thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay VN Index của chúng ta vẫn tiếp tục những biên độ tái tích lũy và sideways, và cũng như hôm nay VN là một phiên giao dịch với biến động dừng với những yếu tố giao dịch tương đối là ảm đạm. Cụ thể hôm nay VN cũng chỉ là một cái phiên giảm 3,14 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1482,05 điểm. Giá trị giao dịch ở mức tương đối thấp 23.002,22 tỷ đồng và đang có những sự phân hóa dòng tiền rất rõ rệt. Hầu hết những cái mã cổ phiếu tăng điểm chủ yếu đến từ dòng bất động sản khu công nghiệp này, một vài mã cổ phiếu của các dịch vụ hạ tầng và y tế. Còn những cái mã cổ phiếu giảm điểm đến từ dòng bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và thép. Thì nhìn chung ấy, khi thị trường ta có những trạng thái tái tích lũy và sideways với những biên hẹp như thế này thì những việc luân chuyển dòng tiền và phân hóa dòng tiền là những việc không thể tránh khỏi trên thị trường. Thì luân chuyển dòng tiền là như thế nào? Luân chuyển dòng tiền là những cái việc ấy là mỗi ngày thị trường chúng ta nó sẽ kéo một dòng lên. Để em ví dụ cụ thể trong triệu tư, đó là dòng chứng khoán giai đoạn phía trước nó kéo rất là mạnh ở những cái phiên tuần trước, sau khi nó kéo xong nó sẽ nhường dòng tiền lại cho dòng ngân hàng. Thì chị thấy này, dòng ngân hàng nó kéo được một phiên, sau khi dòng ngân hàng kéo xong thì nó lại có những cái trạng thái nó nhường dòng tiền lại cho dòng bất động sản khu công nghiệp. Nên gần đây anh chị thấy này, dòng bất động sản khu công nghiệp bắt đầu có những trạng thái bật tăng rất mạnh như là con LCG hay là con FCN, đúng mà. Và sau khi những cái dòng bất động sản khu công nghiệp này nó bắt đầu nó kéo xong thì sẽ bắt đầu nó nhường dòng tiền lại cho một ngành khác, khả năng sẽ là dòng bán lẻ ví dụ như FPT hay là MWG, đúng không ạ? Nên giai đoạn này chúng ta phải tập trung lựa chọn được những cái dòng nào mà sẽ có dòng tiền vào để chúng ta tham gia. Và cũng như ấy, thị trường chúng ta cũng có những sự phân hóa về dòng tiền. Thì phân hóa dòng tiền là như thế nào thì em ví dụ trong cùng một ngành đi để cho anh chị tư dễ hình dung hơn được cái việc gọi là phân hóa dòng tiền trên cái thị trường này. Thì ở đây này anh chị thấy này, đối với dòng bất động sản thì chị thấy này con AGG giai đoạn đây nó giảm, nhưng chung ngành với nó thì chị thấy những cái mã cổ phiếu như là con DSG này giai đoạn gần đây nó tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Anh chị thấy này, con CRE nó tăng nhưng gần đây con DHD nó lại không tăng, thì cái đó gọi là những sự phân hóa về dòng tiền. Hay các chị nhìn cùng một dòng như là dòng thép đi, đây những mã phiếu như là con HSG này, đúng không ạ? Những phiên gần đây nó không tăng nhưng anh chị thấy này, con SMC nó tăng rất là mạnh. Hay là những cái mã cổ phiếu như con Nam Kim này nó không tăng nhưng những cái mã phiếu như TLH này những phiên gần đây nó phục hồi tương đối mạnh mẽ, đúng không ạ? Thì cái đó gọi là những sự phân hóa dòng tiền. Nên giờ này chúng ta chủ yếu chúng ta sẽ tập trung lựa chọn được cổ phiếu tốt để chúng ta đầu tư. Và giai đoạn này cũng có rất nhiều nhà đầu tư ấy, hỏi em ấy có sợ sợ thị trường đạt đỉnh hay không. Thì giai đoạn này ấy, theo em đánh giá về góc nhìn khách quan nhất của em ấy, thì thị trường chúng ta rất khó để đạt đỉnh. Tại vì chị biết rằng ấy, thị trường chúng ta được sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển bằng sự lạc quan và chết đi trong sự thỏa mãn. Mà giai đoạn này anh chị thấy này, thanh khoản thấp như này thể hiện những sự dè chừng của nhà đầu tư không dám giao dịch nhiều. Và khi các nhà đầu tư không dám giao dịch nhiều ấy, nếu mà tổ chức họ muốn phân phối hàng thì họ bán cho ai, không có cầu vào để mua, đúng không ạ? Và cũng như giai đoạn này anh chị thấy này, những cái tin tức trên thị trường nó cũng tương đối là tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới vì những cái chủng COVID mới. Nên giai đoạn này này, nếu mà tổ chức họ muốn phân phối ấy, thì những cái phiên ấy mà ra những cái tin tức xấu thì họ cũng đã có những trạng thái phân phối rồi. Còn bây giờ anh chị thấy này, tổ chức họ đang giữ giá rất tốt thì chứng tỏ vùng này dòng tiền của tổ chức họ vẫn chưa thoát ra được, nên chúng ta cũng sẽ lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào mà tiềm năng để đầu tư ở giai đoạn phía sau. Thì bây giờ em cũng sẽ phân tích vào những mã cổ phiếu nhiều hơn để cho anh chị nhà đầu tư mình có thể là tham khảo, tại vì mình mua là mua cổ phiếu không phải là mua vào index, và vào đây của chúng ta hiện tại vẫn là một cái xu hướng tăng. Đầu tiên ấy, em sẽ phân tích vào những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán đi. Dòng chứng khoán thì giai đoạn hiện tại thì nó vẫn tái tích lũy và sideways. Thì em sẽ phân tích một vài mã trong dòng này thôi. Thì đầu tiên là con BVS này, thì mã cổ phiếu này ấy, giai đoạn này anh chị thấy cái trend line của nó vẫn là trend line tăng, khiến chị nói những cái đáy của nó lại với nhau này, đáy sau luôn luôn cao hơn đáy trước, thể hiện cho xu hướng tăng đó. Và ở đây dòng tiền đã vào chưa? Dòng tiền đã vào và chưa có những cái dấu hiệu thoát ra của dòng tiền. Ở đây phone cạn thể hiện những vùng này là những cái vùng rũ bỏ của tổ chức thôi, nên chị thấy này, khi bán ra phone của nó luôn luôn có những yếu tố cạn dần. Thì ở đây nó xuất hiện một cái phiên sách L3 này, đúng mà, ở đây thì một cái phiên sách L3 với vol lớn như này thì khả năng nó phải cần tái tích lũy và sideways lại thêm. Thì vùng này các anh chị muốn tham gia thì anh chị phải chờ đợi thêm, chờ đợi những yếu tố gọi là nó cân bằng hơn, sau đó nó xuất hiện những cái trạng thái kịp phone hơn và có một phiên test cung, thì lúc đó anh chị sẽ mua. Thì phiên test cung là gì? Là một phiên kiểm tra cung cầu của tổ chức. Đây một cái vùng tái tích lũy và sideways nó tạo xong này, nên chị thấy này, nó luôn luôn sẽ có những trạng thái nó kiệt về volume. Kiệt về volume thì nó sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu về cung cầu như thế nào. Đây nó sẽ xuất hiện những dấu hiệu về cung cầu như thế nào. Đây để em ví dụ trên triệu tư, đây anh chị thấy này, những cái phiên test cung là những phiên này, một cái phiên đóng cửa gần như là cao nhất phiên, đúng mà, và trước phiên test cung của nó là một phiên no supply bar thì nó xuất hiện dấu hiệu về cung cầu là phiên test cung này thì mình tham gia. Thì các anh chị phải chờ đợi những cái phiên tương tự như thế này.
hay giai đoạn phía trước. Các anh chị thấy này, trước khi mà nó xuất hiện một phiên breakout như thế này thì anh chị thấy này, nó là vùng tái tích lũy và sideways đúng không ạ? Các anh chị nhìn vào VON thì nó có những trạng thái nó cạn dần này. Nó xuất hiện một phiên gì ạ? No supply bar là phiên đóng cửa gần như là thấp nhất phiên, volume của nó ở ở mức tương đối thấp. Sau đó nó xuất hiện đâu phải là 2 đến 3 phiên gọi là test công 3, thì sau đó có một phiên break thì chúng ta mua phiên nào ạ? Chúng ta mua ở phiên gọi là test công 3, thì anh chị phải chờ đợi những cái dấu hiệu về cung cầu là test công, lúc đó chúng ta sẽ tham gia. Còn bây giờ quan sát thêm đối với BVS. CTS hiện tại nó vẫn là một cái trendline tăng, dòng tiền cũng đã vào. Vùng này nó xuất hiện hai phiên check out này, một phiên này, hai phiên, thì vùng này khả năng sẽ quay về nó retest lại cái đáy này của nó này. Khi nó quay lại retest đáy thành công thì khả năng sẽ cân bằng và sẽ đi lên, tại vì dòng tiền chưa thoát ra nên chỉ cứ nắm giữ, còn điểm mua thì chưa có. Tiếp tục là con VCI. Thì đối với dòng chứng khoán thì con VCI này nó tương đối mạnh hơn so với dòng của nó, tại vì ở giai đoạn này anh chị thấy này, những mã cổ phiếu như FTS này, HCM nó điều chỉnh nó đủ rất mạnh, nhưng con VCI này anh chị thấy giữ giá rất là tốt đúng không ạ? Có dòng tiền lớn vào đánh này. Trên like cũng là trên like tăng. Ở đây mẫu hình nền tảng trên nền tảng, những mẫu hình rất là vững, nên đối với những mã phiếu này anh chị có thì cứ nắm giữ. Nếu anh chị đầu tư nào muốn tham gia thì các anh chị phải chờ đợi đối với mã phiếu này 2-3 phiên nữa có những trạng thái cân bằng hơn, xuất hiện test cung như thế này này thì anh chị bắt đầu anh chị tham gia đúng không ạ? Nhưng các anh chị cứ chờ đợi thêm. Đối với dòng chứng khoán thì dòng chứng khoán có hai con mạnh nhất, đó là con VCI và con VND, thì anh chị chú ý đối với hai dòng này, hai mã này. Còn đối với những mã phiếu khác còn lại thì anh chị quan sát thêm, chờ đợi những yếu tố tích lũy xong thì chúng ta sẽ có những điểm mua mới. Tiếp tục đối với những cái mã cổ phiếu của dòng công nghệ. Công nghệ thì ở giai đoạn này thì anh chị chú ý đối với FPT thôi, tại vì mã phiếu này mẫu hình của nó cũng rất đẹp này. Mẫu hình này em cũng nói rất nhiều trong những video hôm trước, là mẫu hình nền tảng trên nền tảng giá. Thì đầu tiên nó tạo ra nền tảng thứ nhất này, dòng tiền lớn vào đánh lên, sau đó bắt đầu tạo ra nền tảng thứ hai, dòng tiền lớn vào đánh lên, bắt đầu nó tạo ra nền tảng số 3. Thì hầu hết những cái mã cổ phiếu tạo ra nền tảng số 3 nó đều có những trạng thái break đi lên cả. Em ví dụ như con DGC đi. Đây. Nền tảng số 1 này, dòng tiền lớn vào đánh lên này. Nền tảng số 2 này, dòng tiền lớn vào đánh lên này. Nền tảng số 3 này, dòng tiền lớn vào đánh lên, bắt đầu nó có những trạng thái nó đi lên rất là mạnh đúng không ạ? Thì từ những cái nền tảng số 3 là những cái điểm mua chính đối với anh chị nhà đầu tư. Anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu như con Nam Long đi. Đây. Cái nền thứ nhất này, dòng tiền lớn mà nó lên này đúng không ạ? Nền thứ hai này, dòng tiền lớn mà nó lên, và nền thứ ba bắt đầu dòng tiền lớn mà nó lên, thì chị thấy này, nó sẽ bắt đầu nó chạy vào phiên nước rút. Nên đối với những cái mã cổ phiếu như là FPT như thế này, nó tạo ra nền tảng số 3 là những cái điểm đến chị có thể là canh tham gia. Vùng này các chị thấy này, VON như thế này nó đã cạn chưa? VON rất là cạn rồi, thể hiện những yếu tố chán nản của nhà đầu tư. Hầu hết nhà đầu tư nắm giữ giai đoạn này sẽ không có lãi đối với FPT. Các anh chị mua ở đây thì sao? Đến bây giờ vẫn chưa hòa vốn, thậm chí chị còn lỗ 2-3%, hoặc là anh chị mua ở phiên break như thế này sao ạ? Các anh chị thấy này, về T cộng 3, T cộng 5, các anh chị bị lỗ thì khả năng các anh chị cũng bị rủ bỏ ra, nên chị thấy phone của nó rất là cạn rồi. Nên vùng này em đánh giá là những vùng các anh chị có thể là mua thăm dò đối với FPT. Và anh chị nhìn ở giai đoạn phía trước này, trước khi mà muốn đánh một cái phiên break lên, các anh chị thấy này, nó luôn luôn có một cái phiên rủ bỏ tạo ra phiên no supply bar này đúng không ạ? Phone cạn này và đóng cửa thấp nhất phiên này, thì sau khi cái phiên này xuất hiện thì ở phía sau nó là phiên break. Nên FPT anh chị có thể là tham gia đối với mã cổ phiếu này ở những cái vùng giá đó khoảng là 97.2. Còn đối với những mã cổ phiếu như CTR thì anh chị thấy này, cái đường trendline về trung hạn của nó đã đánh gãy này, và nó đang có những yếu tố tái tích lũy và sideways trở lại. Thì đối với những cái mã cổ phiếu này các anh chị cứ chờ đợi và quan sát thêm, nếu mà nó cân bằng trở lại được và bắt đầu này nó phục hồi lên những cái vùng gọi là 89 và 90 ấy, rồi lúc đó nó tạo ra cái vùng cân bằng và sideways, lúc đó anh chị sẽ có những điểm mua chuẩn đối với những cái mẫu hình của con CTR. Còn bây giờ anh chị cứ nắm giữ thêm đối với mã cổ phiếu này, còn điểm mua thì các anh chị phải chờ đợi thêm. Còn con LC thì cũng nói rất nhiều lần rồi, mã cổ phiếu này nó đã có những trạng thái bước vào cái gọi là downtrend đúng không ạ? Tại vì ở đây nó xuất hiện gì ạ? Đây nó xuất hiện một cái phiên gọi là uptrend 3 này đúng không ạ? Và khi xuất hiện uptrend 3 là sao? Anh chị thấy này, nó phục hồi tự động, sau đó nó sẽ rơi, nó tạo ra mẫu hình gì ạ? Vai này, đầu vai thuận đúng không ạ? Và bắt đầu có những cái sự bán khống bán tháo ở đây. Thì đối với những cái mã phiếu này các anh chị có thì cứ canh phục hồi lên để chị hạ ra bớt, còn điểm mua hiện tại thì chưa có. Nếu những cái mã phiếu này nó tốt hơn thì nó sẽ tái tích lũy và sideways trở lại, nó sẽ tạo ra một cái chu kỳ mới giống như giai đoạn này đây. Nếu mà nó tốt thì nó sẽ xuất hiện một phiên uptrend 3, nhưng sau đó nó sẽ có những trạng thái nó cân bằng như này, nó sẽ vào một chu kỳ mới. Nhưng mà nó có những trạng thái gọi là nó không phục hồi được ấy, thì khả năng sẽ rơi giống như con VIC ở giai đoạn phía trước. Ví dụ như con VIC này nó sẽ rơi một mạch như thế này. Nên đối với những mã cổ phiếu này anh chị nhà đầu tư mình canh thoát hàng cho an toàn. Đối với những cái mã cổ phiếu như ITD
ITD thì nó cũng tạo ra mẫu hình này, một đỉnh này, hai đỉnh, ba đỉnh, up thách ba đúng không ạ? Thì hầu như những mã phiếu này này thì mình có thể nắm giữ thêm được và chờ đợi những nhịp phục hồi để mình hạ ra. Khi nào mà bắt đầu vào cái xu hướng tăng trở lại thì mình sẽ tham gia trở lại. Còn bây giờ chưa có điểm mua đối với ITD. Tiếp tục là dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì giai đoạn này khả năng nó sẽ phục hồi về những cái vùng gọi là kháng cự phía trước của nó rất là cao. Đối với con BR này nó tạo ra mẫu hình gì đây, hai đáy này, và khi nó tạo ra mẫu hình hai đáy sẽ có những trạng thái nó sẽ phục hồi về những cái đường EMA 20 của nó để quay lại retest điểm này, rồi sau đó nó sẽ có những trạng thái giảm điểm lại, rồi nó cân bằng, nó sẽ tạo ra một cái chu kỳ mới. Giống như đoạn này đi, khi mà có những yếu tố này xuất hiện ở thách ba nó sẽ giảm điểm, tạo mẫu hình hai đáy, nó sẽ phục hồi quay về những vùng gọi là kháng cự trước của nó, rồi bắt đầu nó điều chỉnh thêm một nhịp nữa thì lúc đó nó mới bắt đầu bước vào chu kỳ mới. Thì vùng này các anh chị đầu tư nào muốn tham gia đánh ngắn để mình có thể là săn những cái điểm nổ đó khoảng 5 đến 7% thì vùng này mình có thể tham gia được. Và sau khi mình tham gia thì mình canh đến những cái vùng kháng cự của con BR để mình bán ra quanh vùng giá 22 và 23 để đánh T cộng thì rất ok. Còn điểm mua để đánh trung hạn thì chưa có. Con gas thì bây giờ nó cũng đã về những cái vùng gọi là hỗ trợ cứng của nó rồi, thì đối với những mã phiếu này anh chị có thì cứ nắm giữ. Còn chị đầu tư nào muốn tham gia để đánh ngắn ấy, thì anh chị phải chờ đợi thêm, nó cân bằng đâu khoảng 4 đến 5 phiên nữa anh chị mới tham gia. Còn bây giờ chưa có điểm mua mới. OIL nó cũng tương tự như BSR này, vùng này nó tạo ra mẫu hình hai đáy này thì khả năng những nhịp tiếp theo nó sẽ có những trạng thái nó phục hồi quay về những cái đường EMA 20 của nó, hoặc là gọi là những cái vùng gọi là kháng cự trước của nó là vùng này quanh vùng giá 16 và 17, thì những vùng này anh chị đầu tư lỡ kẹp hàng trên đây thì anh chị có thể là canh những nhịp này, anh chị phục hồi các anh chị hạ ra. Còn chị đầu tư nào muốn đánh ngắn thì anh chị vẫn có thể là tham gia quanh vùng giá 15.8, đâu khoảng là lại 5 đến 10% đến những vùng này mình bắt đầu mình bán ra. Thì ở đây đối với anh chị đầu tư nào muốn đánh ngắn thì có thể là tham khảo đối với dòng dầu khí. Khả năng dòng dầu khí những phiên tiếp theo sẽ có những cái dòng tiền bắt đầu bắt đáy trở lại. Còn mà cổ phiếu BES này thì nhìn chung nó cũng là trên lay tăng, và ở đây nó cũng chưa có những cái dấu hiệu về cái việc thoát ra của dòng tiền nên chị cứ nắm giữ thêm, còn điểm mua thì chưa có. BLC thì mã cổ phiếu này ấy, nó cũng tạo ra mẫu hình nền tảng trên nền tảng giá, dòng tiền lớn cũng chưa có dấu hiệu thoát ra, nó cân bằng như thế này thì rất là tốt, anh chị có thì cứ nắm giữ. Điểm này anh chị nhà đầu tư nào muốn tham gia thì vẫn có thể tham gia thăm dò, tại vì vol của nó rất là cạn nên vùng 42.6 anh chị có thể thăm dò được đối với BLC. BLX thì mã cổ phiếu này nhìn chung ấy nó chưa tạo xong mẫu hình hai đáy, thì khi mà nó tạo xong mẫu hình hai đáy thì mình tham gia, còn bây giờ nó chưa đủ điều kiện để mình tham gia tại vì nó đang rơi, nó đang là xuống đi xuống, và trong một cái xuống đi xuống các chị đầu tư mình hạn chế bắt đáy. Em ví dụ như một cái mã phiếu như Vinamilk đi đúng không ạ, khi mà anh chị thấy này nó có những trạng thái này nó chưa đầy đủ được những cái điểm cân bằng của nó mới vừa phục hồi vào, các anh chị bắt đầu anh chị FOMO mua đuổi theo thì sao, rất dễ dàng dính ngay cái đỉnh đúng không ạ, và sau khi dính ngay những đỉnh ngắn hạn này mà các anh chị cắt lỗ không kịp, các anh chị thấy này nó sẽ đi rất là nhanh. Hay chị nhìn qua con VIC đi, có rất nhiều nhà đầu tư ấy bắt đáy ngay vùng này, nó đang rơi như thế này này mà anh chị đầu tư thấy này nó chưa tạo ra đầy đủ vùng cân bằng, các anh chị bắt đầu anh chị lao vào anh chị mua, và khi anh chị mua sao nó bắt đầu nó giảm tiếp tục thì nó là rủi ro cho anh chị. Nên đối với những mã phiếu như BLX này các anh chị muốn tham gia thì phải chờ đợi nó cân bằng hơn. BVC thì mã phiếu này nó tương đối là mạnh so với dòng dầu khí, thì ở đây các anh chị đầu tư nào muốn tham gia đối với dòng dầu khí thì anh chị có thể là chọn lựa con BVC, tại vì xu hướng của nó vẫn là xuống tăng này, giảm điểm với con bé này vì test hai đáy rất là thành công. Ở đây anh chị thấy này, một phiên no supply này, một phiên test cung thì khả năng những cái phiên tiếp theo ấy dòng dầu khí bật tăng thì khả năng mã phiếu này đánh vượt đỉnh rất cao, nên đối với BVC anh chị có thì cứ nắm giữ thêm đối với mã phiếu này. Còn chị đầu tư nào muốn tham gia vẫn có thể tham gia thăm dò quanh vùng giá 13.6. BVD thì nhìn chung mã cổ phiếu này nó cũng sẽ có những nhịp phục hồi quay về những cái vùng gọi là kháng cự trước của nó là quanh vùng giá 30 30, nên chị có thì cứ nắm giữ, và cũng như anh chị đầu tư nào bị kẹp hàng thì có thể canh lên những vùng giá 30 để mình có thể hạ ra, còn điểm mua thì chưa có. BVS cũng sẽ có những nhịp phục hồi theo dòng dầu khí của nó trong những phiên tiếp theo, nên đối với những mã phiếu này các anh chị cứ chờ đợi thêm phục hồi lên quanh những cái vùng gọi là kháng cự phía trước của nó thì chị hạ ra quanh những vùng giá 27 28. Tiếp theo là những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng. Ngân hàng thì những mã cổ phiếu như con ACB thì vùng này nó chỉ mang những cái trạng thái rũ bỏ thôi, nên chị thấy này vol của nó rất là cạn đúng không ạ? Nếu vùng này mà nhà đầu tư ấy, tổ chức họ muốn bán thì họ phải bán vol rất là lớn, họ muốn bán thanh lý thì cái chị thấy này nó đã gãy lâu rồi. Còn vùng này anh chị thấy này hầu như dòng tiền của tổ chức họ vào thì sao, bây giờ yếu tố đu bán của nhà đầu tư quá nhiều sao, họ phải rủ ra cho nhà đầu tư cắt lỗ ra, khi cắt lỗ ra đảo vào một vùng khác thì sao, họ mới bắt đầu kéo lên lại để cho đầu tư mua với vùng giá cao hơn.
Thì vùng này các chủ tư có thì cứ kiên trì nắm giữ thêm đối với mã cổ phiếu ACB. Còn anh chị muốn tham gia mua mới thì các chị phải chờ đợi nó tạo xong mẫu hình gọi là hai đáy hướng lên, lúc đó mình sẽ có những điểm mua mới. Còn bây giờ chưa có điểm mua đối với ACB. BID này có dòng tiền lớn vào đánh lên này, nhưng nó vẫn chưa bứt phá khỏi những cái đường giảm điểm về trung hạn và dài hạn của nó, đúng không ạ? Nó bắt đầu nó downtrend từ năm 2020 đến bây giờ nó vẫn chưa bước trở lại một góc trend. Thì cái chị đầu tư nào muốn tham gia đối với mã phiếu này phải chờ đợi nó đánh vượt khỏi cái line này này thì mình tham gia. Còn bây giờ cứ quan sát và chờ đợi thêm. BVB thì ở đây nó cũng là một cái mẫu hình này, VCB thu hẹp ở đây nó cũng tương tự như vậy, mẫu hình luôn luôn lặp đi lặp lại trong một mã cổ phiếu. Tại vì sao ạ? Tại vì tâm lý và hành vi của nhà đầu tư không bao giờ thay đổi thời gian, nên chị thấy này, những mẫu hình lặp đi lặp lại trong quá khứ thì nó có khả năng lặp đi lặp lại trong tương lai. Và anh chị thấy này, VCB breakout, VCB breakout, đúng không ạ? Nên đối với những mã phiếu này này, nó gặp lại vùng kháng cự phía trước của nó thì cái việc nó điều chỉnh trở lại là việc hết sức bình thường. Và quan trọng ở đây này, dòng tiền chưa có dấu hiệu thoát ra, ở đây rũ bỏ cạn vol như thế này thì đây là những cái điểm để cho anh chị đầu tư có thể là canh gia tăng hàng đối với BBB. Còn chị đầu tư nào muốn tham gia thì đợi nó hướng lên có một phiên tích cung thì mình sẽ tham gia. CTG thì nhìn chung mã cổ phiếu này là kênh dưới xu hướng và ở đây nó cũng chưa bứt phá được khỏi những cái đường trendline giảm điểm về trung hạn của nó. Các chị đầu tư nào muốn tham gia thì phải chờ đợi nó bứt phá khỏi đường trendline này. Còn bây giờ điểm mua thì chưa có. Còn những mã cổ phiếu như HD Bank thì đối với mã phiếu này thì nó tương đối là mạnh đối với dòng ngân hàng. Các chị thấy này, những mã cổ phiếu như CTG này nó chưa vượt khỏi những vùng đỉnh cũ của nó, hay những mã phiếu như LB Bank này hay là con MFB này chưa vượt khỏi những vùng đỉnh cũ của nó. Nhưng mà chị nhìn qua con HD Bank nó đã đánh vượt khỏi những vùng đỉnh cũ của nó, chứng tỏ mã phiếu này mạnh, đúng không ạ? Và khi nó mạnh như thế này thì mình cứ nắm giữ. Ở đây nó mở gap, nó quay về, nó retest gap thành công. Hôm nay giảm điểm với vol thấp thì chị chờ đợi thêm những cái phiên tiếp theo ấy có những cái dấu hiệu về cung cầu tích cung thì mình sẽ có những cái điểm tham gia mua mới. Tại vì sao? Những cái mã cổ phiếu kênh trên đều mạnh hơn những mã cổ phiếu kênh dưới. Tại vì chị thấy này, nó đi lên trên nó không gặp lại những cái yếu tố gọi là những nhà đầu tư kẹp hàng bán ra. Nhưng mà khi ấy, mà nó ở những cái kênh dưới nó đi lên, em ví dụ khi ở dưới đây này, nó được gọi là kênh dưới và nó đi lên thì sao, nó gặp lại kháng cự thì nó sẽ rất dễ dàng bị điều chỉnh thì nó sẽ yếu hơn. Để em ví dụ một cái mã cổ phiếu cùng ngành như là con VND giai đoạn phía trước đi. Giai đoạn này chị thấy này, có những trạng thái này nó đánh vượt đỉnh và khi đến bây giờ nó tăng bao nhiêu phần trăm đây, cái gì thế này, bây giờ nó tăng nó khoảng là gần 250%. Nhưng đối với mã cổ phiếu SSI ở giai đoạn cùng lúc đối với VND, nhưng mà khi đó nó là kênh dưới xu hướng, cái gì thế này, nó chưa đánh vượt đỉnh thì nó gọi là kênh dưới, bây giờ nó tăng được bao nhiêu phần trăm thì chị thấy rõ ràng rằng ấy, nó chỉ tăng đó khoảng là gần 150% thôi. Nên chị thấy được một cái chỉ số sức mạnh rằng những cái mã cổ phiếu kênh trên đều mạnh hơn kênh dưới. Hay là lấy con Masan với Vinamilk đi. Đây anh chị thấy này, các anh chị bắt đầu mua con Vinamilk đi từ những cái lúc ấy gọi là nó tạo đáy xong đi. Em ví dụ như khi các anh chị mua ở những vùng gọi là tháng tháng 7 đi, những vùng thấp nhất đi, thì bây giờ anh chị nhà đầu tư có lãi bao nhiêu phần trăm? Đây bây giờ anh chị lãi đâu khoảng là gần 5%. Nhưng các anh chị mua ở những cái vùng gọi là tháng 7 đối với con Masan là cổ phiếu kênh trên này, nó đã đánh vượt đỉnh hết ráo rồi này. Thì sao ạ? Từ tháng 7 đi. Đây các anh chị thấy này, từ những vùng tháng 7 thì bây giờ anh chị lãi bao nhiêu phần trăm? Đâu khoảng là gần 30%. Thì cái đó chứng tỏ cho chỉ số sức mạnh những mã cổ phiếu kênh trên nó đều là những cái mã cổ phiếu mạnh cả. Nên đối với những mã cổ phiếu kênh trên thì anh chị có thể quan tâm hơn so với những mã cổ phiếu kênh dưới. Thì hầu như những mã cổ phiếu kênh trên của dòng ngân hàng thì gồm có là con Tiên Phong Bank này, HD Bank này và MSB, đúng không ạ? Có thêm con OCB nữa là những cái mã cổ phiếu kênh trên. Còn đối với những mã phiếu kênh dưới như CTG thì mình nắm giữ và quan sát, LBB cũng vậy. Thì tiếp tục là những mã cổ phiếu như Techcombank. Techcombank thì mã cổ phiếu này cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mang những cái mẫu hình gọi là VSA đầy đủ những cái pha tích lũy của nó. Dòng tiền lớn cũng đã vào xác nhận, nhưng ở đây anh chị thấy này, yếu tố đu bám nhiều thì cái việc rũ bỏ ra là việc hết sức bình thường. Và anh chị lưu ý ở đây nó có mở một cái gap gọi là cái gap down, và hầu hết những cái gap được sinh ra nó đều lắp lại. Ví dụ như ở đây nó mở gap up thì sao, nó cũng quay về nó lắp này, sau đó mới tiếp tục nó tăng. Vùng này nó cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Đây nó mở gap này, nó cũng phải quay về nó lắp. Hay ở giai đoạn này này, nó mở một cái gap up này thì sao, nó cũng phải quay về lắp gap up. Để em xem những cái đoạn nó mở gap down này. Đây nó mở gap down thì sao, các anh chị thấy này, nó tạo xong mẫu hình hai đáy, nó lại tiếp tục nó đi lên, đúng không ạ? Nó lấp hết cái gap down của nó. Thì vùng này nó cũng tương tự như vậy, nên các anh chị cứ yên tâm nắm giữ đối với con Techcombank và khả năng sẽ quay về lắp gap rất là cao. Nên chị chờ đợi nó lắp gap và nó cân bằng thì lúc đó chị sẽ có điểm mua. Tiên Phong Bank thì hình như ấy là cái mẫu hình của nó là một trong những cái mẫu hình tôi nói là mạnh. Đây là mẫu hình gì, ba nền tảng giá này, nền tảng thứ nhất này, tiền lớn vào đánh lên này, nền tảng số 2 này, tiền lớn vào đánh lên này, đúng không ạ? Và nền tảng số 3 này, tiền lớn vào đánh lên. Thì những mã phiếu này anh chị có thì cứ nắm giữ thôi. Và ở vùng này
Nếu mà có những trạng thái tái tích lũy và sideways trên cân bằng về vùng này, retest lại cái đáy trước của nó là cái đáy này này và bắt đầu hướng lên, tạo ra một phiên gọi là test cung 3, lúc đó chị sẽ tham gia. Còn bây giờ chờ đợi thêm. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng thì chị có thể là chú ý đối với con BCC, hiện tại có những cái điểm mua cũng tương đối tốt. Tại vì ở đây anh chị thấy này, trendline của nó vẫn là trendline đi lên, dòng tiền lớn đã vào. Ở đây anh chị thấy này, phỏng hành hai đáy, thì ở đây cũng là những cái điểm mua để anh chị có thể là tham gia để đánh ngắn đối với mã phiếu này. Tại vì ở đây anh chị thấy này, phone cũng tương đối thấp này, một phiên no supply này, một phiên test cung, thì khả năng những phiên theo sẽ có những tố break rất là cao. Nó đánh giống mẫu hình của con C32 giai đoạn phía trước. Đây, mẫu hình của con C32 này, trên lại tăng này, dòng tiền lớn vào này đúng không ạ? Sau đó tạo ra mẫu hình hai đáy này, một phiên no sập này, một phiên test cung này, break này, thì con BCC cũng tương tự như vậy. Anh chị lưu ý đối với mã phiếu này. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như là con HT1, nó cũng tương tự như vậy. Thì đối với BCC và HT1 đều là xi măng. Nếu hai mã phiếu này chạy thì nó sẽ chạy cùng nhau, nên chị có thể là lựa chọn một trong hai mã phiếu đó để anh chị có thể là đầu tư đối với BCC hoặc là HT1. Còn những cái mã cổ phiếu như là con C4G thì nó cũng đã tăng rồi, tại vì ở đây nó đang có những trạng thái sóng dòng của bất động sản công nghiệp. Anh chị thấy này, rất nhiều những mã cổ phiếu tím ở giai đoạn phía trước như FCN này, G36 hay LCG đúng mà. Còn bây giờ nó đang có những trạng thái chỉnh lại thì anh chị có thể là chọn những mã cổ phiếu cho chạy như BCC hay là HT1. Ngoài ra có thêm những cái mã cổ phiếu BC1 anh chị có thể lưu ý trong những phiên sắp tới, tại vì trendline của nó vẫn là trendline tăng, yếu tố rũ bỏ cạn von. Ở đây là những mẫu hình gãy nền rũ của nó và nó chưa có giai đoạn chạy rút. Ở đây là phiên test cung thì anh chị có thể là cân nhắc để thăm dò với vùng giá 38.1. Còn đối với những cái mã cổ phiếu như CAI thì hầu như mã cổ phiếu này cũng là trendline tăng, ở vùng này von cũng tương đối lớn, điểm mua thì chưa có tại vì nó đang mang những cái trạng thái gọi là điều chỉnh này đúng không ạ? Vâng, chúng ta phải chờ đợi thêm đối với CAI. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như LCG. LCG thì ở đây trendline của nó vẫn là trendline tăng này, ở đây mẫu hình vai đầu vai ngược này, sau đó tạo ra mẫu hình nền tảng trên nền tảng giá. Ở đây dòng tiền lớn vào đánh lên, yếu tố mở gap, thì cái việc mà nó cân bằng những vùng này là những việc hết sức bình thường. Thì vùng này nó cần cân bằng thêm nó khoảng 3-4 phiên anh chị sẽ có điểm mua mới. Còn bây giờ anh chị cứ chờ đợi thêm. Đối với LCG, vùng này chủ yếu là yếu tố chốt lại của nhỏ lẻ thôi, chứ vùng này tổ chức vẫn chưa ra hàng đâu. Còn những cái mã cổ phiếu như là con KSB thì sao? KSB thì nhìn chung mới gặp phải kháng cự, thì yếu tố điều chỉnh là việc hết sức bình thường. Thì đối với mã phiếu này, nó tạo ra cái đáy ở đây thì khả năng sẽ quay về nó đi test đáy này, nó quay lại đi test đáy thành công, lúc đó chị sẽ có điểm mua mới. Còn bây giờ cứ chờ đợi thêm đối với KSB. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng thép đi. Dòng thép thì vùng này hầu như nó đã tạo đáy xong rồi. Ở đây này, em ví dụ đi, nó tạo ra một cái điểm gọi là selling climax, là những điểm quá bán, là một cái phiên bán với volume tương đối lớn, sau đó phục hồi lên với một cái volume tương đối nhỏ, thể hiện đây là một cái điểm selling climax thành công, là những điểm tạo đáy của nó. Ví dụ như ở đây nó giảm điểm xong này, nó xuất hiện một phiên bán tương đối lớn này, và phiên bán lớn này chủ yếu là người nào mua, chủ yếu là tổ chức họ vào họ đỡ giá, chứ nhà đầu tư cá nhân làm gì mà dám đổ tiền vào để đỡ giá đối với mã phiếu này đúng không ạ? Nên nó xuất hiện một cái phiên volume lớn. Sau khi xuất hiện một phiên volume lớn thì lúc này nhà đầu tư cá nhân cũng chưa dám mua, nên chị thấy này, cái vol của nó tương đối thấp đúng không ạ? Thì nó xác nhận đây là selling climax, nó retest đáy của nó này một lần này, hai lần này, và lần thứ ba nó bắt đầu nó phục hồi đi lên. Thì vùng này anh chị thấy này, có những yếu tố đỡ giá này, test đây là test hai đáy rồi. Vùng này anh chị thấy này, vol của nó cũng thấp, khả năng ngày mai nó sẽ có một cái phiên gọi là test cung trở lại, thì tuần sau nó sẽ bắt đầu nó phục hồi về quanh những vùng giá đâu khoảng là kháng cự phía trước của nó, là quanh những cái vùng đấu khoảng 52-53. Thì đối với những mã phiếu này, anh chị đầu tư nào đánh ngắn thì anh chị có thể là chờ đợi những phiên tiếp theo để mình có thể là thăm dò để mình đánh ngắn. Còn chiều tư nào kẹp hàng trên đây thì có thể là canh những nhịp phục hồi để mình thả ra. HSG nó cũng tương tự như vậy, thì những cái vùng khả năng phục hồi của HSG sẽ quay về vùng 42-43. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như SMC, thì những phiên trước nó tăng trần liên tục, sau đó mở gap, thì những việc quay về lắp gap là việc hết sức bình thường. Thì vùng này khả năng sẽ quay về retest thành công thì nó sẽ bật tăng trở lại, nên lưu ý đối với SMC anh chị có thì cứ nắm giữ, còn điểm mua thì chưa có. Còn con thép tiến lên thì cũng tương tự như vậy thôi, hầu như nó là mã đầu cơ, nó tương tự như SMC, nó quay về retest đáy thành công thì nó sẽ bật tăng. Còn bây giờ điểm mua mới thì chưa có đối với TLH. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng bán lẻ đi, là thương mại này. Đầu tiên là có con DC World. DC World thì trendline của nó vẫn là trendline tăng, dòng tiền lớn cũng đã vào. Khi nó đánh vượt đỉnh thì yếu tố quay lại retest đỉnh của nó là việc hết sức bình thường. Vùng này nó sẽ có những trạng thái tạo ra mẫu hình hai đáy, anh chị sẽ có điểm mua mới.
Còn bây giờ các anh chị cứ quan sát thêm đối với con DZ World. FLT cũng tăng rất mạnh những phiên gần đây này, dòng tiền lớn cũng đã vào, thì những mã phiếu này anh chị có thì cứ nắm giữ, còn điểm mua thì chưa có. MWG thì vùng này nó mở một cái gap gọi là gap down, thì khi nó mở gap down như thế này, yếu tố giảm điểm như thế này mà không có volume thì khả năng những phiên tiếp theo nó sẽ có những trạng thái nó phục hồi và quay về lắp gap này, nên chị nắm giữ thêm đối với con MWG này. Thì kết thúc video ngày hôm nay thì thị trường chúng ta nó cũng sẽ không có những biến động gì nhiều, nên em cũng đi sơ lược qua một vài mã cổ phiếu để cho anh chị đầu tư mình có thể là chú ý ở những phiên tiếp theo. Thì cảm ơn các anh chị đầu tư đã lắng nghe video của em, và anh chị đầu tư nào ấy mà muốn để tham gia những cái nhóm cộng đồng của em để được em hỗ trợ tư vấn sát sao nhất trong phiên ấy, thì anh chị có thể là vào những phần mô tả này để mình có thể là vào những cái nhóm cộng đồng để em có thể là hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư.